chúng ta chỉ có hai thể loại đọc, một là đọc đơn. Và các bạn lưu ý này, cái nhịp quét ở mắt của các bạn ấy, nếu như các bạn nào nhanh thì có thể là đẩy 2-3 dòng một nhịp, còn các bạn nào chậm thì có thể là gì, đẩy từng dòng một hoặc hai dòng, đẩy và bắt thông, bắt cái vị trí của cái từ khóa mình cần tìm kiếm. Các bạn lưu ý nhé, không lấy thông tin gì vào đầu hết, chỉ có đi tìm cái từ khóa của mình cần tìm kiếm nó đang nằm ở đâu. Đấy là bản chất của kỹ năng scanning, là gì, là quét từ trên xuống dưới. Nhịp quét có thể từ 2-3 dòng hoặc là 4 dòng của một nhịp mắt, nhưng mà thì hai là đọc kép gồm có hai bề đọc, thì tìm ra cái vị trí của mình cần tìm ở đâu. Đó là cái bản chất của thằng scanning. Thế thì chúng ta sẽ xét một cái ví dụ như sau. Nào, ở ví dụ này, các bạn nhìn thấy câu hỏi không? Nào, câu hỏi này của chúng ta là gì? Là how long does it take to get a refund? Bản chất câu hỏi này là một câu hỏi specific trong bài thi TOEIC part 7, tức là câu hỏi rất là chi tiết và là câu hỏi dễ. Thì câu hỏi này các bạn có thể tìm ngay được cái từ khóa của câu hỏi, đó là từ. Thì nay chúng ta đã có là gì? Đọc đơn và đọc nhiều đoạn. A refund, get a refund. Nào, có từ khóa rồi, các bạn mới là gì? Là quét. Ở đây các bạn là quét từ trên xuống dưới. Nhịp quét có thể 2-3 dòng một nhịp, mà quét rất nhanh từ trên xuống dưới để tìm ra một cái từ là gì? Từ refund, hoặc là từ tương ứng với cái từ refund. Và các bạn quét thật nhanh và từ trên xuống dưới, nhịp quét 2-3 dòng, các bạn có thể bắt được ngay từ refund nó nằm ở cuối câu, cuối bài. Refund, các bạn đọc kỹ lại, các bạn sẽ thấy là refund will be issued. Và trong cái đọc nhiều đoạn của chúng ta hiện tại ấy, thì within 2 weeks, tức là gì? Cái việc mà hoàn tiền sẽ được trả lại trong vòng 2 tuần. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là các bạn áp dụng cái kỹ năng scanning ở đây, các bạn có thể giải quyết được ngay câu số 8 mặc dù các bạn không đọc kỹ bài, đúng không? Các bạn không hề đọc kỹ bài mà các bạn vẫn trả lời được câu số 8. Đấy, như vậy thầy vừa trình bày với các bạn là gì? Hai kỹ năng skimming và kỹ năng scanning. Về mặt nguyên tắc của bài thi phát 7, bây giờ các bạn đi thi nó rất là dài, với khoảng thời gian mà 55 phút để các bạn giải quyết. Chúng ta sẽ thấy là gì? Là chia thành hai thể loại. Một là đọc cho là gì? Là 54 câu đó, thì tức là khoảng tương ứng với cả 1 phút một câu. Và nếu như các bạn quá dành nhiều thời gian để đọc hiểu toàn bộ nội dung, hiểu toàn bộ nội dung bài, thì các bạn chắc chắn các đâu đấy các bạn sẽ thừa đâu đó khoảng độ 10-20 câu mà các bạn không làm kịp. Nên các bạn đi thi về mặt nguyên tắc là các bạn có thể là gì, là làm thế nào để các bạn có thể là gì, trả lời đúng được hết tất cả các câu hỏi và không nhất thiết phải đọc hết bài, đúng không? Tuy nhiên, hai đoạn, và hai là đọc 3 đoạn. Như vậy, tuy nhiên ở một số trường hợp, một số những cái bài đọc khó thì bắt buộc các bạn vẫn phải đọc toàn bộ bài các bạn mới trả lời được. Còn là khoảng đâu đó khoảng độ 70-80% là các bạn không nhất thiết phải đọc hết bài mà các bạn vẫn hoàn toàn có thể trả lời được đúng chính xác bằng cái kỹ năng sử dụng là gì? Kỹ năng skimming và kỹ năng scanning. Như vậy thầy đã trình bày với các bạn hai kỹ năng skimming và kỹ năng scanning. Thế thì trong phần part 7 của chúng ta, chúng ta sẽ xét thêm cái gọi là thể loại của các câu hỏi. Trong part 7 của chúng ta thì chúng ta có các kỹ loại. Xét về mặt bản chất là gì? Là thể loại câu hỏi sau. Các bạn có thể là gì? Nhìn lên màn hình. Loại câu hỏi thứ nhất là loại câu hỏi tổng quan. Tổng quan là câu hỏi rất là chung chung và bao gồm là đại ý của toàn bài. Loại câu hỏi thứ hai là loại câu hỏi chi tiết, là câu hỏi tương đối dễ. Tất cả những cái thể loại câu hỏi này thì chúng ta sẽ xét kỹ trong những bài học tiếp theo. Loại câu hỏi thứ ba là loại câu hỏi là gì? Là not hay là câu hỏi true hay false. Loại câu hỏi thứ tư là câu hỏi suy luận. Câu hỏi thứ năm là câu hỏi từ đồng nghĩa. Và câu hỏi thứ sáu là đoạn này đọc của chúng ta cũng đã khác, nằm ở đâu. Cái câu hỏi thứ 6 là đoạn này nằm ở đâu, đó là loại câu hỏi mà tương đối mới trong bài thi TOEIC new format. Đối với cả bài thi TOEIC cũ chúng ta không có thể loại câu hỏi này. Nào, chúng ta sẽ thử xem là gì, là chúng ta cùng xem cái cách làm bài part 7 như thế nào trong bài thi. Khi mà chúng ta đi thi, chúng ta nhìn là gì, là một bài part 7 thường chúng ta sẽ xử lý theo những cách sau, theo những bước sau. Bước đầu tiên của chúng ta là chúng ta skimming, chúng ta bắt được cái thông tin tổng quát. Xét về bài đọc đơn của chúng ta ấy, thì các bạn lưu ý nhé, skimming đầu tiên để bắt thông tin tổng quát và mối liên hệ của những bài đọc, như là đọc hai đoạn hay đọc ba đoạn, xem nó là mối liên hệ như thế nào. Sau khi mà chúng ta đã skimming rồi thì chúng ta bắt đầu là đọc câu hỏi các bạn nhé, đọc câu hỏi. Chúng ta chưa đọc kỹ bài mà đọc câu hỏi. Nếu là câu hỏi tổng quát chúng ta tạm bỏ qua, nếu là câu hỏi là not hay câu hỏi true chúng ta cũng tạm bỏ qua, nếu câu hỏi từ đồng nghĩa chúng ta cũng tạm bỏ qua. Đấy. Nếu là câu hỏi là gì? Là suy luận cũng tạm bỏ qua. Hiện tại chúng ta có là gì? Là 29 câu.
hoặc là câu hỏi là đoạn này nằm ở đâu cũng tạm bỏ qua. Và chúng ta, nguyên tắc của chúng ta là gì? Là giải quyết hết tất cả câu hỏi specific hay câu hỏi là câu hỏi chi tiết trước. Sau khi trả lời hết tất cả các câu hỏi specific, tức là câu hỏi chi tiết rồi, thì chúng ta mới quay lên chúng ta xử lý là gì? Câu hỏi tổng quan. Chúng ta mới xử lý là câu hỏi đồng nghĩa, câu hỏi suy luận, câu hỏi not hay câu hỏi true. Và câu hỏi là gì? Là đoạn này nằm ở đâu? Đấy, tổng quát là như vậy. Còn là gì? Là chi tiết là từng... Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc đơn. Và nó chia thành 10 bài đọc thể loại câu hỏi. Từng loại bài đọc như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xét ở những bài sau. Hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào. Đơn. Mỗi bài đọc đơn của chúng ta có từ 2 đến 4 câu hỏi. Bài đọc 2 đoạn của chúng ta, hiện tại của chúng ta, bài thi TOEIC mới của chúng ta là có 10 câu hỏi và chia thành 2 bài đọc đôi. Mỗi bài đọc đôi thì chúng ta đều nhìn thấy là gì? Sẽ có 2 bài đọc. Sau khi đọc xong thì mới thấy câu hỏi ở phía dưới. Bài đọc 3 đoạn của chúng ta thì có 15 câu. Và 15 câu này chia thành 3 bài đọc. Mỗi bài cùng nhau đến với bài thi Part 7 của TOEIC New Format. Bài đọc của chúng ta sẽ có 3 đoạn văn. Sau 3 đoạn văn này chúng ta sẽ thấy là gì? Sẽ câu hỏi, hỏi liên quan đến 3 đoạn văn đó. Như vậy xét về mặt là gì, là thể loại bài đọc là chúng ta đã có là gì, là tăng thêm phần là gì, đọc 3 đoạn. Và số lượng câu hỏi của chúng ta cũng là gì, tăng lên. Để có thể làm bài đọc được tốt thì chúng ta thường thường ấy, như các bạn đã biết là chúng ta phải quay lại cái gọi là kỹ năng đọc. Kỹ năng đọc của chúng ta ấy, nếu như các bạn biết thì Part 7 của bài thi TOEIC là gì, đã từng thi đại học hay đã từng là gì, là học IELTS hay TOEFL hay GAE vân vân chẳng hạn, thì chúng ta đều biết đến hai cái kỹ năng phổ biến này, đó là kỹ năng là gì, skimming và kỹ năng scanning. Bản chất kỹ năng skimming ý, bản chất là kỹ năng đọc lướt mà bắt được thông tin tổng quát. Đấy, lướt mà lại bắt được thông tin tổng quát. Thế thường thường là chúng ta sẽ lướt ở đâu? Chúng ta sẽ cùng xem xét. Thứ nhất ý, là nếu như mà các bạn là gì, là đọc báo hay là đọc bất cứ một cái gì đó cũ và tương đối là khó và dài, và thường thường cái tiêu đề rất là quan trọng, nó cho chúng ta biết cái nội dung chính của bài thi, của cái bài đọc đó là gì. Như vậy về mặt là gì, kỹ năng skimming ý, là khi các bạn lướt mà để bắt được thông tin tổng quát ấy, thì các bạn thường thứ nhất là các bạn là gì, lướt ở tiêu đề. Thứ hai là các bạn lướt ở đâu, ở câu đầu đoạn. Tại sao lại là câu đầu đoạn? Bởi vì như này, nếu như các bạn đã học cách viết một đoạn của bài thi của trong tiếng Anh ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng thì thường là cái phần mà thì là khó lấy điểm. Và để triển khai viết một đoạn ấy, thì thường thường người ta triển khai theo hình thức là diễn dịch. Diễn dịch tức là họ sẽ có một cái câu gọi là topic sentence, tức là cái câu là chủ đề ở đầu tiên. Sau câu topic sentence thì người ta thường thường người ta sẽ phát triển là những cái câu support sentence ở phía dưới. Như vậy khi mà đọc một đoạn thì thường thường ấy, là để biết được cái nội dung chính của một đoạn, thường người ta hãy nhìn vào cái câu topic sentence, hay còn gọi là cái câu mà thường hay xuất hiện ở đầu đoạn. Nếu như bài thi TOEIC cũ của chúng ta có 48 câu thì nay... Như vậy về mặt kỹ năng skimming ấy, là các bạn sẽ ở đâu nhỉ? Các bạn sẽ bắt ở tiêu đề. Thứ hai là các bạn bắt ở câu đầu đoạn. Đấy, tiêu đề và câu đầu đoạn. Chúng ta sẽ thử xét một cái ví dụ như sau. Nào các bạn nhìn thấy một cái ví dụ như này đúng không? Thì thường thường khi mà skimming ấy, xét về mặt bản chất là gì, người ta sẽ bắt ở tiêu đề. Đúng không? Tiêu đề ở đây các bạn đọc phát các bạn biết ngay là gì? Nói đến cái việc là gì? Đọc cầu. Tức là gì, là chặn cầu không cho qua lại nữa, đọc cầu đầu tiên. Bài Part 7 của chúng ta đã dài hơn, có tới 54 câu đã đọc tiêu đề. Sau đó thì các bạn đọc câu đầu tiên. Câu đầu tiên ở đây thì các bạn nhìn thấy ngay là gì, là Wilmington Bridge will be closed for all traffic between từ cái ngày nào đến cái ngày nào đó. Tức là một cái cầu là Wilmington sẽ được đóng là gì nhỉ, for widening, tức là gì, đóng từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu để mở rộng cầu. Như vậy về mặt là gì, kỹ năng skimming ý, là thường thường ở cái thời điểm ban đầu ấy, là người ta là lướt và người ta bắt cái thông tin tổng quát là bắt ở tiêu đề và bắt ở câu đầu đoạn. Và như vậy người ta nắm. Nếu như Part 7 TOEIC cũ được ngay rằng là gì, ở đây thông báo cái cầu Wilmington để đóng để mở rộng, đấy là kỹ năng skimming. Và trong bài thi TOEIC của mình, đặc biệt là Part 7, các bạn sẽ sử dụng kỹ năng skimming rất là nhiều. Ngoài kỹ năng skimming ấy, thì chúng ta còn rất hay dùng cái kỹ năng nữa, là kỹ năng là gì, scanning. Kỹ năng scanning bản chất của nó ấy, là các bạn là gì, đọc quét và tìm ra vị trí của một từ khóa. Các bạn quét làm sao mà gì, là không lấy thông tin trong đầu,
mà chỉ tìm cái vị trí của từ khóa mà mình đang cần tìm kiếm thôi.